quý vị và các bạn, cải cách hành chính là giải pháp nhằm thu hút nâng cao số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ do bảo hiểm xã hội cung cấp. Giai đoạn vừa qua, toàn ngành đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Những buổi tuyên truyền trực tiếp của cán bộ bảo hiểm xã hội tại các hộ gia đình như thế này đã được thực hiện thường xuyên hơn, từ đó giúp bà con nhân dân hiểu hơn về tính ưu việt, quy trình và thủ tục để có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nếu mà không có bảo hiểm y tế thì không đi. Nếu mà có bảo hiểm y tế thì đi khám thường xuyên thì không mất tiền. Để tạo thuận tiện cho người dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy tắc 3 giảm là giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân giải quyết thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hôm nay em đi rút bảo hiểm thì cũng rất là nhanh và trong chỉ 5 đến 7 phút là sẽ xong cái bảo hiểm này rồi. Thế em rất là hài lòng. Cán bộ làm công tác một cửa là nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ và làm sao mà để người dân mà hài lòng nhất, tin tưởng nhất và tiếp cận nhanh chóng nhất với các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Tới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử, nhằm tạo sự công khai minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết. Trong năm 2022, là cái mục tiêu quan trọng nhất về cái cải cách thủ tục chính là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức triển khai chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách cho người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp để người dân hiểu được các chế độ chính sách. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện cái giao dịch điện tử rồi chuyển đổi số theo đúng quy định của chính phủ cũng như ủy ban tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận trên 2.600 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân, trong đó số hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua giao dịch điện tử chiếm 96%. Con số này khẳng định cho thành công trong định hướng chuyển đổi số phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan bảo hiểm xã hội, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức cá nhân.